Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý tư năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tự và chủ trì hội nghị. Trong quý 3 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giới thiệu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo kết quả xây dựng điển hình tiên tiến cho phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Trung tâm Chính trị cấp huyện và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở được 95 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 8.700 học viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu trong quý tư năm 2023, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham mưu Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tuyên truyền về sắp xếp các đơn vị hành chính, thực hiện nghị quyết 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn không phải là người địa phương.